Xin phép anh em một chút thời gian nhân dịp kỷ niệm 2 ngày lễ lớn 30 tháng 4 và mùng 1 tháng 5 sắp tới. Để tri ân các khách hàng đã tin tưởng và ủng hộ trong suốt thời gian vừa qua, thì Lacto AZ có tổ chức chương trình Sale Sốc Giảm Sâu mừng đại lễ 30 tháng 4 mùng 1 tháng 5 với vô vàn các sản phẩm hấp dẫn trên thị trường hiện nay. Ví dụ như là anh em có thể sở hữu ngay chiếc Legend 5 Pro đây với mức giá chỉ 24 triệu đồng, hay là chiếc Nitro 5 Tiger với mức giá chỉ 21 triệu đồng mà thôi. Ngoài ra thì chương trình sẽ áp dụng từ hôm nay đến hết ngày 30 tháng 4, áp dụng cho cả khách hàng mua trực tiếp tại cửa hàng và online luôn. Thế nên là anh em còn chần chừ gì nữa, hãy dinh ngay cho mình một chiếc laptop để làm việc và học tập ngay thôi nào. Và anh em nên nhớ rằng những mẫu laptop này thì cực kỳ có hạn đấy, thế nên hãy nhanh tay nhá. Và bây giờ thì chúng ta cùng quay lại video chính thôi. Xin chào, chào mừng anh em đã quay trở lại với kênh YouTube của Laptop Z. Và trên bàn mình đây, ngày hôm nay là chiếc laptop đầu bảng của nhà Legend, chiếc Legend 5 Pro 2022 với một mức cấu hình có thể nói là cao nhất của nó, đó là Ryzen 9 6900HX và RTX 3070 Ti. Vậy trong video game test ngày hôm nay, chúng ta cùng giải mã sức mạnh thật sự của chiếc laptop này với cấu hình mắc pin nhất có thể nhá. Và đây là Laptop AZ, mình là Khải. Hiện tại thì chiếc máy này đang được bày bán tại Laptop AZ với mức giá khoảng tầm là 42,5 triệu. Vậy là nếu anh em quan tâm thì mình sẽ để link sản phẩm ngay dưới phần mô tả video cho anh em tiện theo dõi nhá. Ok, cùng quay lại với chiếc máy chúng ta ngày hôm nay. Thì Legend 5 Pro 2022, chiếc máy này với cấu hình là Ryzen 9 6900HX, RTX 3070 Ti, 16GB RAM DDR5, 1TB SSD và kèm thêm cả MagSwitch nữa. Vậy thì đầu tiên mình sẽ test ngay với hai tựa game eSports nhẹ nhàng, đó là Liên Minh Huyền Thoại như là CS:GO, để chúng ta có thể theo dõi được sức mạnh của Ryzen 9 này, của MagSwitch. Ok, cùng test ngay nhá. Like a wave returns to the sea into the blue. May change, but in a cycle that I can't lose. Each painful but delightful to live through. Like the sun gives into the moon, into the night. Time continues marching, it slowly crawls. With each new one starting, I recall. Thank you.
sau khi mình có test qua cả hai tựa game đó là Liên Minh Huyền Thoại và CS:GO ở mức phân giải 2K, độ phân giải 2K và mức thiệt là cao, thì mình có thể rút ra một vài nhận xét như sau. Đầu tiên thì với CS:GO, chúng ta có thể được rằng là chiếc Legion 5 Pro này được trang bị tới tận đó là CPU dòng hạng X. Vậy là nhiệt độ của nó khi chơi CS:GO có thể là cao hơn bình thường một chút xíu. Nhưng hiệu năng thực sự của nó cho ra thì thực sự rất là ổn và phải nói là rất là ổn định. Tương tự với LOL thì chúng ta sẽ có một chiếc máy với một mức FPS rất cao, khoảng tầm lên tận là khoảng 300 FPS, hơn thậm chí là hơn. Thì khi mà mình test LOL thì nó có dẫn đến hiện tượng bị xé hình, đương nhiên đơn giản thôi. Đó là khi mà anh em chơi với mức FPS cao như vậy mà màn hình chỉ có 165Hz thì hiện tượng này có thể xảy ra, đương nhiên nó sẽ không ảnh hưởng gì đến anh em cả. Nhưng mà nếu anh em thấy khó chịu quá có thể lock nó lại ở khoảng tầm 240 là ok rồi. Và vừa rồi là hai tựa game eSports của chúng ta, Liên Minh Huyền Thoại như là CS:GO không vấn đề gì cả, rất ngon, rất tuyệt vời. Và giờ thì đến hai tựa game nặng hơn, những tựa game 3A đi, để cùng xem là sức mạnh thực sự của RTX 3070 Ti khi mà được bùng tỏa hết hiệu năng ra thì nó sẽ như thế nào nhá. Thì ở đây mình sẽ test với hai tựa game. Đầu tiên là với Shadow of the Tomb Raider thì mình sẽ lưu ý cho em một chút xíu là mình sẽ để mức thiết lập là cao nhất và độ phân giải là 2K. Ở tựa game thứ hai thì sẽ là Final Fantasy 15 với mức thiết lập cũng là 2 và 2K luôn. Ok, cùng bắt đầu video kèm test ngay nhá. On the rise now. Woo! Endless celebrations all in my house. Yeah. Levitating now, I'm super duper fly now. Yeah. London boy, but they see where I reside now. Put the time in while you always yelling time out. And for critic, cause I know I'm coming with it. You were sitting, you were wishing I was handling my business. Yeah. Now I got the ball like Harry Potter playing Quidditch. And my business is humongous. You would think that happens in it. Damn, man, I'm all that. Yeah, I'm all that. Looking for that whip. Yeah, that what you call that. I'ma blow up in the summer, have him yelling fall. Tell me where they at though. I'm the new pop, all I do is rap though. Yeah. Want me on your song, throw a couple stacks, yo. Woo. Everybody wanna do the same thing. Yup, that's why we ain't on the same page. No. Do my own thing, and I maintain. Woo. Flow like water, so I'm going mainstream. I'm going mainstream. Flow like water, so I'm going mainstream. Yeah, I'm going mainstream. Flow like water, so I'm going mainstream. I'm going mainstream. Mainstream. Flow like water, so I'm going mainstream. Yup. Ok, và đó là với Legend of Pro 2022 khi mà test qua hai tựa game 3 ở đây. Thì kết quả như thế nào anh em cũng nhìn rõ trên màn hình rồi đúng không? Với nhiệt độ ở cả hai tựa game thì CPU và card đồ họa đều loanh quanh khoảng tầm 85 cho đến 86 độ C. Với Shadow of the Tomb Raider thì chúng ta đạt được mức FPS khoảng tầm là 85, thậm chí có lúc lên tới là 90-100 FPS. Thì với tựa game 3 như vậy thì mức FPS như vậy là rất rất ngon. Còn với tựa game thứ hai đó là Final Fantasy 15 thì có một điểm mình thấy tương đối là
Nói chung là khiến mình phải lăn tan ở đây. Đó là với chiếc Legend 5 Pro 2022 này với Ryzen 9 6900HX và RTX 3070 Ti thì nó cho ra số điểm khi mình test ở mức thiết lập là 2 và 2K là 8.298 điểm. Nó sẽ hơn rất nhiều, khoảng tầm hơn 6 cho đến 800 điểm so với cả chiếc Dell G16 7630 hôm trước mà mình có làm video để test rồi. Thì chiếc máy này với i9 13900HX và RTX 4060 nó cho ra số điểm khoảng tầm là 7.455 điểm mà thôi. Nó tóm gọn đơn giản, lý do rất đơn giản thôi là chiếc Ryzen 5 này với Ryzen 9 thì nó được tối ưu cái phần điện năng cho Ryzen 9 rất là tốt, vậy nên là nó chỉ ăn khoảng tầm 35-40W điện mà thôi. Và nó nhường toàn bộ lại phần điện năng của nó cho con RTX 3070 Ti. Vậy nên là con 3070 Ti này nó bú rất nhiều điện, lên tới 140-150W điện và nó bung toàn hết hiệu năng của nó. Trong khi đó thì chiếc Dell G16 7630 thì mặc dù i9 Gen 13 mạnh ấy, rất mạnh, nhưng mà nó ăn quá nhiều điện mà ăn lớn sang tận cả con 4060 của chúng ta. Vậy nên là khi mà chúng ta test với cả Final Fantasy 15 thì với i9 13900HX thì nó ăn đến tận 80-90W điện, và con 4060 chỉ ăn được khoảng tầm 100W điện mà thôi. Và nó cảm giác như kiểu là bị bóp lại khoảng sức mạnh khoảng 100W điện đó mà chưa bung hẳn đúng như 140W điện theo như đã thông báo từ NVIDIA. Vậy nên là nếu là đang cần một chiếc máy với sức mạnh cao đồ họa mạnh hơn hẳn và phần tối ưu điện năng cho cao đồ họa cũng tốt hơn thì chiếc Legend 5 Pro 2022 này là sự lựa chọn rất rất tốt cho anh em. Nó khả năng chơi game eSports rất tốt với Ryzen 9, với 3070 Ti, với cả Maxwell nữa. Và những tựa game 3A thì 3070 Ti ăn được rất nhiều điện và nó bung toàn hết hiệu năng của nó. Ok, tổng kết lại về Legend 5 Pro 2022 ngày hôm nay thì chúng ta có một chiếc máy hiệu năng rất tốt, tản nhiệt ở mức gọi là chấp nhận được bởi vì hiệu năng bù điện của nó rất rất là nhiều, đúng không nào? Và gì nữa nhỉ? Trải nghiệm khi mà mình chơi thì tiếng quạt khá ok, rất êm, không bị ồn ào và ảnh hưởng mọi người xung quanh. Và phần chiếu nghỉ tay thì không bị nóng lên quá là nhanh đâu, mình chơi game khoảng tầm mấy tiếng sau thì mới hơi ấm một chút xíu mà thôi. Ok, và đó là toàn bộ về Legend 5 Pro 2022 ngày hôm nay. Và anh em nào có ý kiến, bất kỳ ý kiến gì về chiếc máy này, về video game test ngày hôm nay thì các anh em có thể để lại ý kiến ngay bên dưới comment nhé. Còn giờ thì cảm ơn rất nhiều vì đã xem tới tận đây. Hãy nhớ like, share, subscribe cho kênh YouTube của Lotto Z. Cảm ơn rất nhiều. Bye bye. Và mình là Khải.